Hãy để tôi đưa em vào một đời êm đềm, khi tim còn đang trẻ, khi ta còn say mê. Hãy để chuyện yêu nhau làm cuộc sống thêm màu, như muôn vàn u sầu hóa thành nụ hôn sâu. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình lại có mặt ở trên chỗ nhà một người cậu em, Đại Lê, là chuyên gia dòng chó bull pháp, French bulldog. Vì nghe tin là nhà Đại Lê đang có một cái đàn chó bull pháp con vẫn đang trong cái lứa tuổi ăn dặm, bây giờ mới được khoảng tầm dưới 30 ngày tuổi thôi. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì mình sẽ chờ Đại Lê xuống đây, thì anh em mình sẽ cùng nói chuyện, chia sẻ những cái thông tin về giống chó bull pháp để cho anh em cùng nghe nhé. Đấy, chúng yêu không? Đây là những cái chú chó bull pháp con bây giờ mới được khoảng tầm dưới 1 tháng tuổi. Đàn này đẻ sai thật. Đàn này bây giờ hiện tại là đang có 7 chú chó con. Đấy. Đang trong cái lứa tuổi ăn dặm nhá, thì tí nữa mình cũng sẽ quay lại cho anh em được xem. Trông rất là xinh luôn. Thì trong cái đợt dịch vừa rồi, lúc mà giãn cách, thì Đại Lê cũng đã nhắn tin cho mình là nhà em đang có một cái đàn chó con rất là nhiều điều thú vị, là mình tranh thủ một cái là mình phải đến ngay nhà Đại Lê để quay lại cho anh em được xem, cũng để kịp cái chương trình lên sóng vào ngày thứ ba. Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị là đón xem cái chương trình này nhá. Đây, cậu em đã xuống rồi. Xin chào chú nhá. Vâng, em chào anh ạ. Rất là may mắn, không anh em mình nên cụng tay cái như này nhỉ. Vâng, dịch dã. Rất là may mắn là hai anh em mình đã gọi là vượt qua một cái thời gian đầu bệnh dịch, trải qua khoảng được 1 tháng Hà Nội giãn cách 2 lần. May mắn là gia đình và bạn bè của chúng ta là cũng chưa ai bị làm sao, đúng không? Vâng, rất may mắn anh ạ. Con kia có phải là con mẹ của nó không? Dạ đúng rồi anh ạ, đây là con mẹ của đàn chó đấy ạ. Đàn này thì em sinh sản được 7 nhóc. Buồn cười một cái là đẻ như thế nào, đẻ ra 6 chú đực và 1 chú cái. Thế ạ. Vâng, duy nhất đứa một bạn cái. Okay. Anh đợi em chút nha, em lót lại cái sàn lại một chút đấy. Trước lúc anh quay là em chưa lót sàn, là bởi vì là cái lót sàn này nó anh để ý những cái chân chó này. Lan đồng rất là khá là to. Thường hay là bị kẹt cái chân chó vào, chó con thì nó chưa biết rút ra như chó lớn. Bởi vậy đem phải lót vào một chút. Con kia có phải là con gọi là út ít coi nhất đấy nhỉ? Dạ vâng, út ít riêng ra. Bạn này thì có nguyên nhân em để riêng, bởi vì thì chút nữa em sẽ chia sẻ cùng với anh và khán giả sau. Ừ. Ôi giời, hơi chặt. Trông cho con không phải đơn giản. Cũng may mắn là cái đợt dịch bệnh này thì anh em mình có nhiều cái thời gian ở nhà đúng không? Vâng, may mắn trong cái rủi nó cũng có cái may. Thì đàn cho con mình sẽ được để ý nhiều hơn anh ạ. Đây là bây giờ chú đang sử dụng một cái tấm lót đúng không? Vâng, cái tấm lót này là dành riêng cho chó. Là cái này nó như kiểu cái tác dụng như cái bỉm ấy anh. Cái bỉm đúng không? Vâng. Thì nó sẽ thấm hút tất cả những cái chất bẩn, được biết thì con chó đái thì nó sạch người. Hai là cái chân của nó không lọt vâng, vào khe kia. Không bị lọt vào khe. Ok. Đấy là như vậy. Chung là cũng khá vất vả. Rồi, ok. Mời các bạn vào. Đây, mình sẽ quay lại cho anh em được xem. Đây là bạn Đại Lê đang sử dụng một cái loại tã bỉm của dành riêng cho chó đây. Có cái hình một cái chú chó bull pháp đây. Chắc là loại này cũng toàn hàng nhập khẩu đấy nhỉ? Vâng, hàng là nhập khẩu nhưng mà thực ra giá nó cũng rất hợp lý. Đây này, cái công dụng nó cũng là để cái khay mà gọi như là vệ sinh cho đúng chó rồi, đấy anh ạ. Đúng rồi, chuẩn đấy, luôn. Ok. Rồi, ok. Đó. Đây, đàn chó bây giờ đang sạch sẽ. Ngồi anh nghe nào. Em sẽ bật một chút cái ánh đèn, đèn sưởi ra một chút. Sau khi bạn Đại Lê đã set up xong xuôi rồi thì sẽ cho một cô chó mẹ vào. Heo vào đây không? Heo vào cho con bú đi con. Bạn này thì bạn khá nghe lời, bạn biết cách cho con bú. Mấy hôm đầu thì bạn ấy hơi khó chịu nhưng mà sau một tuần rèn luyện thì khá ngoan. Mỗi tội là phải nghiêng người bạn ấy ra như này.
Đấy. Con này là đẻ mấy lứa rồi đấy? Con này là lứa đầu tiên anh ạ. Và đây nó hơi hơi vụng và đẻ mổ nữa. Vâng. Thì khi mà con chó nó nằm ra như này thì bắt đầu mình sẽ cho chó con mình nó bú. Ừ. Thì thường là em xếp những bạn mà bé hơn một chút như này. Những bạn bé hơn một chút, đàn này cũng khá đều nhưng mà em cũng nói qua. Những bạn bé hơn nha thì thường là mình sẽ cho tìm những bạn những cái vú mà gọi là nhiều sữa. Ừ. Cái vú căng. Đây, cái vú như này. Còn những bạn to thì mình cho bú sau, bởi vì những bạn to là thường là hay chen được. Ok. Phân chia làm sao cho nó hợp lý nhất đấy, đúng không? Thực ra mọi người nghĩ là cái này nó là bản năng, nhưng mà nếu mà thực ra có mình trợ giúp thì nó cũng hay hơn. Đúng rồi. Thì nó con đàn con nó cho nó sẽ đều hơn. Ừ. Nó không bị con nào còi quá và không bị con nào lớn quá. Vì thường là những con còi quá thì nó sẽ không bú tranh cướp được sữa nhiều. Đây, hay quá nhỉ. Tổng cộng là có 5 chú chó đúng và không? 5 chú chó đang bú. Đàn này đẹp được, còn người làm viên nữa. Làm im nhá. Nhìn thấy nó hơi chật thì nó tự xoay người. Trên hình ảnh của anh em là một cái cô chó đang cho 5 chú chó con bú dòng bun pháp. Thì bun pháp là gần như là 100% là phải đẻ mổ. Cái con này của Đại có phải đẻ mổ không? Bạn này của anh cũng đẻ mổ anh ạ. Ừ. Vì gần như là thứ nhất là bạn này bạn đẻ nhiều con. Ừ. Mà thứ hai là khi siêu âm thì được bác sĩ báo luôn là con khá to. Lúc đẻ ra đã rơi vào khoảng tầm là hơn 1 lạng, gần 2 lạng con rồi. Ôi giời. Thành ra 7 con là cũng chứa trong bụng một bụng bầu khá to. Chút em sẽ cung cấp cho anh hình ảnh mà okay. Khi bạn ấy đang trưởng. Phải nói là cái bụng nó rất là khủng khiếp. Thế thì tí nữa bạn Đại sẽ gửi cho mình những cái hình ảnh mà khi mà chú chó này trưởng và có thể một vài hình ảnh mà lúc mà đang chuẩn bị trở dạ để mà sinh con. Cái màu này thì chính xác gọi là màu gì ở màu trong bút pháp? Màu này thực ra chuẩn chính xác thì em sẽ gọi là màu cream. Cream? Màu cream là màu kem anh ạ. Màu kem, đúng màu kem. Ừ. Thì nó cũng gọi là nếu mà trong giấy thì mình sẽ để là màu phao. Màu phao là màu hơi vàng kem một chút. Ừ. Đó. Cái màu này thì ở Mỹ thì rất là ưa chuộng để cho dog show. Ừ. Và ở Trung Quốc và tại Thái Lan thì là khá màu này khá được ưa chuộng để làm pet. À. Cái con chó cái này của chú là nguồn gốc ở đâu? À, chó cái này thì em sinh sản tại đây. Và bố mẹ nó được nhập từ Thái Lan anh ạ. À, okay. Bạn mẹ thì em đang nuôi dưới nhà. Bạn mẹ của đàn gọi là bà ngoại của đàn này. Ừ. Em đang nuôi dưới nhà. Và đàn này bị kỳ công một chút là lứa đầu thì em có mua tinh trùng. Ừ. Từ một con chó nhập tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Và ship về đây. Nhưng do lúc vận chuyển trên con đường vận chuyển nó bảo quản không tốt thì tinh trùng nó yếu và chết đi nhiều. Ừ. Thì lần thứ hai là cái lần này em rút kinh nghiệm. Em ship tinh trùng và cẩn thận hơn, em nhờ một người kinh nghiệm hơn. Ừ. Để ship tinh trùng. Thì lần đó là tinh trùng khá ok. Và tiêm bơm trực tiếp vào người bạn chó cái đứng trong cái xa lơ. Ừ. Mà chữa được 7 bạn đấy. À, thế à. Nói chung là cái vấn đề chọn chó giống mình cũng em cũng khá là cẩn thận. Ngoài này cũng nhiều chó nhưng mà cũng không vừa mắt em lắm. Được gọi như là mình phải hợp cái khẩu vị của mình đúng không? Mình hợp khẩu vị mình chút. Đúng rồi. Thì mình sẽ bị mất một chút gọi là cái tiền công sức với cả kỳ công hơn một chút, nhưng mà mình bù lại thì mình được cái đàn chó con mình cảm thấy khá là ok. Ưng ý. Vâng, ưng ý. Cái con chó bố của nó là màu như thế nào? Con chó bố cũng là màu cream như này. À, chút okay. Em sẽ cung cấp hình ảnh cho anh. Đâu thảo nào là cả một đàn này vâng, rất là đều màu nhỉ, đều màu. À, anh muốn hỏi một cái câu nữa là bun pháp mà gọi như là đẻ mổ thì sau khi mà mổ là bao nhiêu lâu thì có thể cho đàn con bú được? À, thường thì giống nào cũng vậy anh ạ, không riêng gì bun pháp. Ừ. Khi mình đẻ mổ xong là mình có thể bú được luôn. Ừ. Nhưng mà thường thì những cái chó mà khi vừa mới đẻ mổ xong ấy thì nó sẽ cái phản xạ chăm con và cái phản xạ làm mẹ nó chưa được nhiều. Ừ. Thì lúc đầu mình sẽ phải là đè nó xuống và làm như là cho đỡ stress. Ừ. Khoảng tầm 2-3 hôm thì lúc đấy thì nó mới hiểu được là đây là đàn con của nó và nó chăm. Vâng. Đấy là những với con là thường những lần đầu. Ừ. Và những con là lần thứ hai, lần thứ ba nó đẻ rồi thì có thể nó quen đi, đến ngày thứ nhất là nó bắt đầu có thể chăm con được rồi. Đúng rồi. Và cũng lúc đầu là thường thì chó mẹ nó có cả phản xạ là liếm phân với cả liếm dọn vệ sinh cho con, nhưng mà những bạn đẻ mổ thường không có. Ừ. Bởi vậy mình phải dậy. Như bây giờ những bạn này là em dậy em quen rồi. Thì là bây giờ là như này. Thì ra là bây giờ là mình cũng hạn chế được, bởi vì là tự bạn đi vệ sinh rồi, hôm nay cũng 2 mấy ngày rồi.
Thì đấy, thì nếu mà những ngày đầu thì em sẽ thường như này, để như này cho bạn mẹ nó liếm. À, Đó là dọn vệ sinh. Dọn vệ Cái sinh dọn vệ luôn. sinh như này nó có hai tác dụng. Một là làm cho con chó con nó sạch sẽ. Thứ hai là nó kích thích được cái hệ tiêu hóa của chó con. Thì nó sẽ mau đi đái, đi ỉa, đi à, đi vệ sinh nhiều hơn. Thì lúc đấy là chó con nó sẽ mau đói và ham bú hơn. Đó, đấy. Rất là thú vị đấy nha. Vâng. Vì cái đàn này nó cũng hơi háu ăn nên thành ra là nó bú rất nhanh. Đúng Nó rồi, bú chỉ chục khoảng tầm chục chục vía. Nó vía. bú chỉ khoảng tầm 3 đến 4 phút là nó sẽ bỏ bú. Đấy cũng giải đáp thắc mắc cho là nhiều bạn cũng hỏi em trên mạng là tại sao mà chó nhà bạn ý là bú đến tận, có những con nó bú tận nửa tiếng mà vẫn thấy nó giúp của bú nó bú tiếp. Thì thực ra là lúc đấy là con chó mẹ chưa tiết sữa nhiều và chó con nó bú chưa đủ. Thì là chó con nó sẽ tìm vú liên tục để nó bú. Đàn này trộm vừa hấu ăn gặp nhà. Vâng. À, trong khi cô chó đang cho những cái chú chó con đang bú thì có một cái chú chó đã ăn xong xuôi rồi. Mình sẽ nói chuyện với cái chú chó này để cho mọi người cũng được biết. Rất nhiều anh em khán giả trên kênh thì có hỏi là bún Pháp thuần chủng thì cái đuôi của nó là tịt như thế kia hay là nó có một cái xoắn đuôi. Thì hôm nay sẽ nhờ Đại Lê sẽ chia sẻ thông tin đấy cho anh em được biết nhỉ. Dạ vâng, ok anh. À, anh em nhiều anh em cũng có thắc mắc trên mạng khá nhiều về cái đuôi của bull Pháp, thì nhiều người cứ nghĩ là mình cắt, nhưng mà thực ra là khi mà mình con chó đẻ ra cái tầm này anh có thể nhìn thấy là đuôi nó hoàn toàn tự nhiên. Đuôi là tự nhiên, mình chứng minh ở đâu và mình nhìn nhận ra ở đâu là mình biết là khi mà cái chóp đuôi với cái điểm chóp đuôi của nó, chóp đuôi của nó có một cụm lông rất nhỏ, anh để ý này. Đó, ở những cái dòng chó mới dòng Fox với cái dòng Poodle ấy thì thường khi là cắt hoặc là Doberman là rõ nhất. Doberman khi cắt cái đuôi đi thì nó sẽ không được cái cụm lông nó tròi ra như này mà nó sẽ cái khum tròn vào. Đấy là cách nhận biết nhất để cái đuôi biết là đuôi tự nhiên hay là đuôi cắt. Đấy. Thực ra là cái tầm tuổi 1 tháng này thì có thể là chưa nhận ra biết được cái đuôi nó như thế nào. Nhưng mà với người kinh nghiệm nuôi nhiều như em rồi thì em có thể nhìn ra là những cái đuôi như này rất khá là ok. Là thực ra bull Pháp là phải có đuôi nhanh nhá. Nhưng mà bạn đã cứ tưởng là bull Pháp là cụt đuôi nhưng không phải. Nó phải có một chút cái đuôi ở chốt Gọi là đây. cái màu màu Và ấy, cái mấu đúng chốt không? đấy, anh nhìn có thể quay rõ được cho các bạn nhìn. Đây là cái Đúng mấu chốt rồi. cái đuôi. Đấy, con nào cũng vậy, nó phải có một cái mấu chốt đây. Khi sờ vào, mình sờ bằng hai cái đầu ngón tay, mình sờ vào mình thấy rõ một nổi cục lên như này. Đấy. Còn khi lớn nó do tùy từng trạng thái từng con, có những con nó béo, nó bụng, cái đít nó trồi ra như này chẳng hạn. Thì nó sẽ che lấp đi. Trông nó như Đấy, tịt ấy, đúng vâng không? ạ, đấy là sẽ như tịt, nên mình cảm giác như vậy. Còn đây để mà có những con đây là, đây để em giới thiệu là một con khác. Một bạn khác là bạn này đuôi nó sẽ nhìn nó sẽ dài hơn một chút. Đây. Đây là bạn này, đấy có thể so sánh luôn là bạn này đuôi bạn này sẽ dài hơn một chút. Ok. Đó. Nhưng mà thực ra là về sau thì nó vẫn nằm trong khoảng tiêu chuẩn, nó vẫn là khá đẹp. Đó. Có Đây, có trường thể so hợp sánh. nào mà đuôi nó lại dài quá, gọi như là vài Rất phân nhiều ấy. anh ạ, rất nhiều. Có những cái trường hợp nó đuôi nó dài cả khấu như này, hai đốt ngón tay út như thế này. Những cái đuôi trường hợp đấy thì nếu mà để mà đi thi thì người ta sẽ đánh giá nó không cao. Đấy là với cả lỗi thực bị trừ điểm đấy, đúng vâng không? lỗi trừ điểm với cả thực ra là nó vẫn nằm trong cái bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà nó khá là xấu và cái mục đích khi mình nuôi làm pet ấy, thì nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm. Đấy, anh có thể sờ vào. Rồi, ok, nó đã cho bú xong rồi đây Đây, này. heo đây. Đây có thể mình nuôi con mẹ này, nó về sau để anh để Đấy. đuôi con mẹ đấy. Nó về sau nó chỉ có một khấu Ok. như này lên. Khi mình sờ một khắc lên như này. Đấy, đây là cái đuôi nó. Đó. Rồi, rất là thú vị. Rồi, ok, ra Thì cho ở đi trong không? đàn này là có 5 chú chó Vâng. vừa mới bú xong. Thì theo quan sát của anh thì có hai chú chó mà đang được gọi là mình dùng cái từ là bị cách ly ra như thế này, Vâng, tình hình của nó lên. như nào? À, hai bạn này thì thực ra là một bạn thì là bị một cái tật, gọi là cái tật này thì là cái tật này thì là nó riêng của dòng mõm ngắn hơi thường hay bị là cái tật hở ám ếch anh ạ, không thể hút được sữa. Nó dẫn đến là nhiều khi nhiều cái bạn cũng hỏi em là tại sao mà chó con ấy là bú được 1 2 ngày, thậm chí là 1 ngày đến ngày thứ hai nó nhỏ dần đi và không có sức và nó chết chết dần. Thì cũng có thể một nguyên nhân là do nó bị hở ấm ếch. Chó con nhìn nó vẫn bú, có nó vẫn ra lao sữa mẹ nhưng mà thực ra nó không hút được một chút sữa nào vào người nó cả. Thì nó không sẽ có một chất dinh dưỡng và nó lả dần đi sau 1 đến 2 ngày. Thì những cái bạn như này thì phải làm như nào? Thì em sẽ dùng một cách là em sẽ xông sữa. Đấy. Mà xông sữa bú thì cũng không thể bú được, bú bằng bình thì cũng không thể bú được. Nên đành phải làm cách là xông sữa.
À đấy, thì theo Đại Lê chia sẻ thì ở trong đàn này thì có một con này hay cả hai con? Có một con vậy, một con Một này con thôi, này thôi đúng còn một bạn này thì là bạn ấy bị còi từ bé, không? thành ra là bạn không tranh được, không Còi. tranh được sữa, nên thành ra em cũng Thế không muốn cho chú. bạn ấy, đúng rồi, em không muốn cho bạn ấy bú mẹ nhiều, Ừ. và em sẽ cũng là tiện thể thì em cũng sẽ xong luôn À đấy. ok, rất là thú vị. Thì trong đàn này có 7 chú chó, rất là hiếm khi mà gặp những cái cô chó bun pháp mà đẻ được sai này. Trung bình bun pháp đẻ khoảng tầm 4 4 đến 5 Vâng, con nhỉ, 4 5 con. đúng không? Thì trong cái đàn này thì có một chú chó bị còi và một chú chó là bị hở hàm ếch. Một cái bệnh mà như Đại Lê chia sẻ là rất thường gặp ở dòng chó mõm Đúng rồi, ngắn. và bùn Pháp này, Bắc này, Bun Anh đúng bùn không? Anh đấy, Bulldog đấy, English Bulldog. English Bulldog. Thì tí nữa thì bạn Đại Lê sẽ sử dụng cái phương pháp là cho ăn sông hai chú chó này, thì mình cũng sẽ quay lại cho anh em được xem. Thì anh em sẽ nhớ theo dõi cái video về hai chú chó này ở cái video tiếp theo nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo về bun pháp chỗ nhà Đại Lê nhé.